Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều clip giảm béo đầy kinh ngạc. Công nghệ hiện đại giúp để lại vóc dáng thon gọn chỉ sau vài liệu trình. Nghi ngờ về những clip giảm béo siêu tốc này được gian dựng, phóng viên Tuổi Trẻ vào cuộc điều tra. Nè, hiện tại nè, cái bụng của tôi nè, nó cũng vẫn như thế này, nó không có hề thay đổi gì hết. Chị trả lời em á, chị làm cho bà Lan Kha 80 triệu. Tất cả sẽ được làm rõ trong loạt phóng sự điều tra sự thật về các clip giảm béo siêu tốc. Phóng sự được đăng tải trên các trang của báo Tuổi Trẻ. Mời khán giả đón xem.